Đề tu tâm. Một, tâm thanh tịnh rất quan trọng. Động một ý niệm, tức là thiện niệm, ác niệm, đều là không thanh tịnh. Thế nhưng thiện niệm, ác niệm muốn không động, nó lại càng muốn động. Phật dạy phương pháp cho chúng ta tưởng niệm A-di-đà Phật. Cái ý niệm này tam thiện đạo không có, tam ác đạo cũng không, và tương ưng với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng một niệm để ngăn tất cả vọng niệm. Pháp môn niệm Phật, phương tiện là nơi đây. Lợi ích, công đức, bất khả tư nghị cũng ở nơi đây. Đích đích thật thật có thể phá vọng tưởng, phá chấp trước. Phá vọng tưởng là phá sở tri chướng, phá chấp trước là phá phiền não chướng. Công đức của câu danh hiệu này quả thật là rất lớn. Chúng ta muốn đạt được cảnh giới giống như chư Phật, Bồ Tát thì nội tâm phải thanh tịnh. Thanh tịnh đến cực điểm thì phải nắm chắc câu Phật hiệu này mới được. Câu Phật hiệu này là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh này được Thiên Thân Bồ Tát nói trong Vãng Sanh Luận. Niệm niệm đều là câu A-di-đà Phật. Tâm thanh tịnh, tất cả vọng tưởng, tà tri, tà kiến đều không thể lọt vào. Tịnh độ là cho tâm thanh tịnh biến hiện ra. Người nào tâm thanh tịnh là tâm thanh tịnh của chính mình, là chân tánh của chính mình biến hiện ra. Chúng ta từ kinh này mà tỉ mỉ quan sát, lãnh hội A-di-đà Phật tại dân địa tu tâm thanh tịnh, trên quả địa thành tựu thanh tịnh quốc thổ, lại tiếp dẫn tâm thanh tịnh của mười phương chúng sanh. Nguyên tắc này Ngài quyết định không biến đổi. Cho nên chúng ta hiểu rõ, chúng sanh của Cực Lạc thế giới, bất luận y báo hay chánh báo, đều phải thanh tịnh, không có ô nhiễm. Điều kiện gì để người tu tịnh độ có thể được giảng sanh? Trong kinh này nói rất rõ, bất luận là người hiền ngu, bất luận là già trẻ, bất luận là phàm thánh, chỉ cần tâm của quý vị thanh tịnh thì đều được giảng sanh. Toàn bộ Phật Pháp, vô lượng kinh luận, vô lượng pháp môn đều tu tâm thanh tịnh. Tâm địa tơ hào, không bị nhiễm ô thì thành Phật. Hai, người thật sự phát Bồ Đề tâm, khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật, đều là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuyệt đối không đem những sự việc của người thế gian để trong lòng. Trong thâm tâm, đối với tất cả pháp và ngũ dục lục trần của thế gian, thật sự không có tơ hào, nhớ tưởng, niệm niệm đều là bổn nguyện công đức Di Đà, Tây Phương thế giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Người này niệm Phật là chuyên niệm. Ngũ dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lục căn đối với cảnh giới không bị nhiễm, tâm của quý vị thanh tịnh. Ngũ dục lục trần là tuyệt duyên, nghĩa là không còn duyên với quý vị. Tuy rằng ngày ngày tiếp xúc đó mà tâm không bị nhiễm, đây mới là cao minh. Ta đem tài sắc danh lợi xả một chút, nhẫn một chút, cắn chặt răng chịu đựng cũng chỉ là mấy mươi năm. Khi thành Phật rồi, được đại tự tại, được khoái lạc vĩnh hằng là xứng đáng lắm. Trong kinh nói xuất gia là chỉ tâm xuất gia. Thân không xuất gia không cần thiết, không cần hình thức, tâm phải xuất gia. Xuất gia là gì? Đối với thế gian, danh văn lợi dưỡng
ngũ dục lục trần không tiêm nhiễm, đây là xuất gia. 3. Một đời trên thế gian này không có hai ý niệm, chỉ có một ý niệm, đi gặp A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi bây giờ còn chưa đi, không có cách nào rời khỏi nơi đây, tạm trú trên thế gian này. Qua hai ngày nữa tôi phải đi rồi, hà tất tranh cái này cái kia với người, cái gì cũng không tranh nữa. Cho nên hoàn cảnh hiện thực là hoàn cảnh để tu tâm thanh tịnh. Quý vị đối với tôi tốt, tôi cũng không thích, tâm tôi thanh tịnh. Quý vị đối với tôi không tốt, tôi cũng không phiền não, tâm tôi vẫn thanh tịnh. Tâm tịnh tức thủ tịnh. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bây giờ nơi đây phải tu tâm thanh tịnh. Tôi một ngày từ sáng tới tối không có việc gì khác, chỉ một câu A-di-đà Phật, vậy là đúng rồi. Tâm thanh tịnh là ở nơi nhiều hoàn cảnh không thanh tịnh để mà tu. Nếu quý vị biết tu hành, nơi nào mà không phải là đạo tràng? Nơi nơi đều là đạo tràng. Quý vị muốn tìm đạo tràng tốt, rất dễ tìm. Nói thật lòng, quý vị muốn tìm đạo tràng thanh tịnh, tự mình tâm không thanh tịnh, đi nơi đâu mà tìm? Sẽ tìm không được. Người khác không thanh tịnh, tôi thanh tịnh, tôi với hắn ở chung một nơi, hắn tính toán, tôi không tính toán, hắn tranh chấp, tôi không tranh chấp. Hắn ngày ngày chửi tôi ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Đôi bên an ổn, vô sự. Vấn đề không phải đã giải quyết rồi sao? Tâm thanh tịnh, niệm Phật, câu câu đều tương ưng. Đây thật là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Ngày nay, Phật hiệu của chúng ta không tương ưng là gì? Tâm không thanh tịnh. Cho nên, chúng ta phải hết sức nỗ lực đi làm. Phiền não, nhiễm ô, ô uế là tập khí của vô thị kiếp đến đây. Chỉ cần chế ngự được nó, đây là giấy bảo chứng để vãng sanh. Chúng ta cầu sanh Tây Phương tịnh thổ cần phải tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm chí thiện, sẽ quyết định vãng sanh. Tại sao phải niệm câu Phật hiệu này? Đó là đem những vọng tưởng, tạp niệm, niệm bỏ. Đem tâm thanh tịnh của chúng ta niệm ra. Mục đích là đây. Tâm tịnh, ác thổ tịnh. Đây mới có thể cảm ứng đạo giao. Vãng sanh mới được nắm chắc. Tịnh nghiệp phải tu thế nào? Tâm tịnh thì thổ tịnh. Tâm không thanh tịnh, không được vãng sanh. Thân không thanh tịnh, không quan trọng, không trở ngại. Vãng sanh không phải là thân đi mà là tâm đi. Nhưng tôi phải nói với quý vị là thân thanh tịnh chưa hẳn là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì thân nhất định sẽ thanh tịnh. Tại vì sao? Y báo là tùy nơi chánh báo mà chuyển. Đâu có lý nào không thanh tịnh. Tâm phải thế nào thì mới thanh tịnh? Có vọng tưởng thì không thanh tịnh. Không nghĩ A-di-đà Phật thì toàn là vọng tưởng. Làm sao được thanh tịnh? Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới sẽ thanh tịnh. Tâm tịnh, ác thủ tịnh. Đây thực sự là điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm Phật có niệm được nhiều hơn thì cũng chưa chắc được vãng sanh, nếu trong lòng còn có dân, ngã, thị phi, còn có tham, sân, si, mạng. Người này không thể vãng sanh. Thực sự được vãng sanh là tâm địa thanh tịnh. Người tâm địa thanh tịnh, sớm tối mười niệm cũng quyết được vãng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư nói,
phẩm vị cao hay thấp, toàn do trì danh sâu hay cạn. Ngài không nói trì danh được bao nhiêu, có thể thấy được phẩm vị và trì danh được bao nhiêu không liên quan. Nhưng giới sâu hay cạn thì có quan hệ. Sâu hay cạn là xem tâm địa của quý vị thanh tịnh được bao nhiêu. Tâm càng thanh tịnh, phẩm vị càng cao. 4. Quốc độ của Di Đà xây dựng, hiệu là Cực Lạc Thế Giới. Vì thế giới đó, quả có sự khổ không có, mà nhân duyên của sự khổ cũng không. Không những chúng sanh không có sự khổ, mà đến cái từ ác não cũng không. Cho nên, đó là một cảnh giới thanh tịnh đến cực điểm. Chúng ta muốn vãng sanh hay không? Thực sự muốn vãng sanh thì phải tu tâm thanh tịnh, đem tất cả mọi thứ vọng tưởng, chấp trước, tạp niệm đều buông xuống. Như vậy mới đúng. Quý vị ở trong thế xuất thế gian pháp đều không nghĩ tưởng tâm sẽ tự tại, cần phải xa lìa mọi thứ vọng tưởng, mọi thứ chấp trước, mọi thứ phân biệt, mọi thứ lo âu, mọi thứ mong nhớ, thì sẽ chứng được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tất cả những thứ này nếu không chịu xả ly, đó là tự làm khổ mình. Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả đều là giả. Cái gì mới là thật? Tâm thanh tịnh mới là thật. Tâm thanh tịnh không những có thể sanh trí tuệ, mà tâm thanh tịnh còn có thể sanh phước đức. Phật Pháp thường nói, phước huệ song tu. Tu phước, tu huệ đều trong tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí tuệ, vô lượng phước đức. Phàm là những gì bất thiện thì không đi nghe, không đi xem, không nghĩ tưởng, tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Chúng ta phải nghĩ đến bổn nguyện công đức của A-di-đà Phật. Chúng ta phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Niệm 4 chữ cũng tốt, niệm 6 chữ cũng tốt, những thứ khác không niệm nữa. Niệm câu Phật hiệu là chánh niệm. Nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, y chánh trang nghiêm. Nghĩ đến bổn nguyện công đức của 48 nguyện, đây là chánh tư duy. Người khác có oan trái gì với mình, mình không đi biện luận, không nghĩ đến. Nếu nghĩ đến lại một phen tạo ác nghiệp. Không cần như vậy. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chỉ cần không chấp trước thì sẽ không có việc gì. Cố gắng niệm Phật thì hơn. Người xưa dùng thời gian 5 năm để tu căn bản trí. Tôi sợ đợi không kịp 5 năm nên bất đắc dĩ nói 3 năm. Có thể ít hơn được không? Ít nữa sợ rằng không thành tựu. Quý vị cần phải nhẫn nại 3 năm. Trong 3 năm chuyên tu tâm thanh tịnh, thứ gì cũng không xem, không nghe. Báo chí, tạp chí, truyền hình, radio cũng không tiếp xúc. Niệm quyển Vô Lượng Thọ Kinh này cũng không cầu giải nghĩa, chuyên tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, phiền não sẽ không còn. 5. Thật sự đạt được mọi thứ, không chấp trước, sẽ giải thoát tự tại. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất định đạt được thật sự khoái lạc. Trong nội tâm, đích thực không có phân biệt chấp trước. Thế nhưng, khi ở chung với đại chúng, tùy theo sự phân biệt của đại chúng mà phân biệt, tùy theo sự chấp trước của đại chúng mà chấp trước. Như vậy là tùy duyên mà bất biến, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Khi Vĩnh Gia Đại Sư và Lục Tổ đối đáp nhau, Lục Tổ hỏi Ngài, Ngài còn phân biệt không?
Ngài Vĩnh Gia nói, phân biệt không là ý. Ngài thật cao minh khi đáp rằng phân biệt cũng không phải là ý. Ngày nay chúng ta phân biệt là ý thức. Vĩnh Gia Đại Sư phân biệt không là ý thức, mà là chân như bản tánh. Trong chân như bản tánh không có phân biệt, là tùy thuận chúng sanh phân biệt mà phân biệt. Không phải Ngài có phân biệt, tùy thuận chúng sanh chấp trước mà chấp trước, tự mình không có chấp trước. Cho nên nói phân biệt không là ý. Tâm của các Ngài thật sự thanh tịnh, trong tất cả mọi cảnh giới không mất đi tâm thanh tịnh. Tuy rằng với chúng sanh hòa quan đồng trần, nghĩa là ở chung một nơi, có phân biệt cũng có chấp trước, thế nhưng thực tế là tâm địa của các Ngài thanh tịnh, một trần không nhiễm. Đây là một người thật sự kiến tánh. 6. Cổ nhân nói, người sống trên đời như khách qua đường, như đi du lịch vậy, đi ngang qua rồi đi luôn. Cách nhìn này là thật. Đã là đi du lịch thì không ở lâu dài. Có cái gì đáng cho mình tính toán so đo? Có cái gì phải để trong lòng tính toán so đo, để ở trong lòng những buồn phiền? Đó là chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Tự biết mình là khách qua đường thì phải vui vui, dễ dẻ, tự tự, tại tại mà tham quan du lịch, vậy mới thoải mái. Không cần thiết phải vọng tưởng, không cần thiết phải chấp trước, tự làm khổ mình, tạo nhiều tội nghiệp, thật không đáng chút nào. Nên biết, người sống trên đời chỉ là khách qua đường, nơi đây không phải là quê nhà của mình. Chúng ta ở nơi đây cũng chỉ là làm khách, đâu cần phải tính toán so bì hơn thua. Không bao lâu là đi rồi, phải dùng thái độ như vậy để xử thế. Mình không được thứ gì ở trên thế gian này, mọi thứ cũng không là của mình. Cho nên thứ gì trước mắt mình chỉ có thể thọ dụng, cũng có thể cảm thấy sức thoải mái. Thế nhưng ngàn vạn lần không được chiếm lấy để làm của riêng mình, nếu không thì là sai rồi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chư pháp vô thường, đương thế tức không, liệu bất khả đắc. Tất cả pháp đều vô thường, có đó, mất đó, không thể đạt được. Đây là thật sự giác ngộ, đây là chân tướng sự thật. 7. Trong kinh, Phật thường nói, tài sản là của năm nhà. Quý vị tưởng là của quý vị thì đó là sai lầm. Người tham tài, yêu ma quỷ quái sẽ hiển thị thần thông, đùa với quý vị, đem tiền tài cho quý vị xem vài ngày chúng lại lấy đi mất, quý vị lại trắng tay. Chuyện này có ở Đài Loan, cổ phiếu lên nhiều cũng xuống nhiều, mấy năm trước lời rất nhiều, bây giờ thì không còn gì. Quý vị động cái vọng niệm này, ma sẽ đùa với quý vị, chọc phá quý vị. Đó là xem thường quý vị, không tôn trọng quý vị. Nếu tâm địa quý vị thanh tịnh, không những chư Phật Bồ Tát hộ niệm, yêu ma quỷ quái cũng tôn trọng quý vị, không dám đùa cợt với quý vị. 8. Thanh tịnh tâm là chân tâm. Thanh tịnh tâm là chân như bổn tánh. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Đều cùng ý này, tông môn từ vô trụ, vô tướng, vô niệm mà hạ thủ công phu. Giáo hạ từ vô tri, vô đắc mà hạ thủ công phu. Tông phái rất nhiều, nhưng đều là tu tâm thanh tịnh.
Hữu tướng, hữu đắc, nghĩa là có tướng, có được, thì tâm không thanh tịnh. Hữu niệm, tức là có niệm, tâm cũng không thanh tịnh. Cần phải bỏ hết những thứ này. Như Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, nghĩa là vốn chẳng có một vật, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tánh, tâm thanh tịnh là Phật tánh, đó là tự tánh. Tự tánh khởi dụng mới được thành tựu, mới được khai ngộ, mới được chứng quả. Quý vị bảo nó quan trọng biết bao. Người thật sự tu hành là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác thì trong lòng sẽ sanh phiền não, sẽ có ý kiến. Có ý kiến thì tâm sẽ không bình lặng, không thanh tịnh. Khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, thấy như không thấy, nghe như không nghe, thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, tuy hiểu rõ nhưng trong lòng không chấp trước. Nói một cách dễ hiểu, tuyệt đối không đem những việc này để trong lòng. Trong lòng không có một thứ gì. Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, tâm là không. Khi ấy thì được tâm thanh tịnh, mới nắm chắc được vãng sanh. Phật pháp là thường thường quan sát, tự mình phản tỉnh. Như vậy mới được tâm thanh tịnh, mới được thật sự thiền định. Chị hỏi mình có kính người khác không, còn người khác có kính mình hay không, thì không để trong lòng. Như vậy tâm được định, tâm cũng được thanh tịnh. Trong lòng không chấp trước thì không có phiền não, không có ưu tư, không có nghĩ ngợi. Trong lòng không có gì cả, nó sẽ như thế nào? Trong lòng tràn đầy ánh sáng, trí tuệ, cùng với chư Phật, Bồ Tát không xa. Như vậy mới tương ưng. 9. Tâm thanh tịnh là giác tâm. Tâm thanh tịnh là chánh tri, chánh kiến. Công phu tu hành của chúng ta ra sao? Tự mình phải thường xuyên phản tỉnh, kiểm điểm, kiểm xem công phu có đắc lực không, tu hành có tiến bộ hay không. Tâm của chúng ta có phải là càng ngày càng thanh tịnh? Những phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước có phải là càng ngày càng giảm bớt không? Nếu ngày càng giảm bớt, tâm địa thanh tịnh, thì đây là công phu đắc lực, đây là cảnh giới tốt. Tuyệt đối không phải là mỗi ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, lạy Phật được bao nhiêu lạy. Những thứ đó không có nhiều công dụng nếu như trong tâm vẫn còn nhiều vọng tưởng, vẫn còn tham, sân, si, mạn, thì không có công dụng lợi ích gì cả. Người niệm Phật công phu sâu hay cạn, phải kiểm xem tâm của mình có thanh tịnh hay không. Nếu tâm của quý vị năm nay thanh tịnh hơn năm trước, vậy thì công phu niệm Phật đắc lực rồi. Tháng này thanh tịnh hơn tháng rồi một tí, vậy công phu của quý vị càng đắc lực hơn. Nếu phát hiện ngày hôm nay thanh tịnh nhiều hơn ngày hôm qua, vậy thì quý vị thành Phật không còn xa rồi. 10. Dạy quý vị tụng kinh, không ngoài mục đích là xả bỏ vọng niệm, phiền não, đem tất cả phân biệt, chấp trước quên hết, khôi phục lại thanh tịnh của tự tánh. Trong tâm thanh tịnh thì tự nhiên sanh trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền thì không phải nói kinh của người khác rồi, mà là kinh do trí tuệ tâm tánh của mình tuôn trào ra, là thứ kinh tương ưng, khế hợp với Phật Thích Ca Mâu Ni.
Tu học Phật Pháp là khôi phục tâm thanh tịnh của tự tánh. Chẳng qua là đem những thứ chướng ngại, ô nhiễm của tự tánh, tâm thanh tịnh bỏ đi mà thôi. Sự khác nhau của Phật và chúng sanh là tâm của chúng sanh hiện tại có ô nhiễm, tâm của Phật, Bồ Tát thanh tịnh. Phật từng nói kinh điển nhiều vô lượng vô biên, toàn là từ trong tâm thanh tịnh tự nhiên lưu lộ ra. Tâm chúng ta thanh tịnh rồi cũng sẽ như tâm của Phật vậy. Tất cả kinh đều như từ trong tự tánh của mình mà lưu lộ ra. Làm sao mà không hiểu, không minh bạch được chứ? Cho nên cổ nhân có nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Trong tâm không thể nào còn chứa những thứ tạp nhạp. Đề kinh nói rất rõ ràng, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong tâm nếu còn một vật thì không thanh tịnh, còn có cao thấp là không bình đẳng. Không thanh tịnh, không bình đẳng thì là mê hoặc, điên đảo, là không giác. Bí quyết tu hành đều được thể hiện trên đề kinh. 11. Cảm ứng mà chúng ta nói là vọng tưởng ít rồi, phiền não ít rồi, phân biệt ít rồi. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, trí tuệ tăng trưởng, khoái khoái, lạc lạc. Đây là cảm ứng. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là thù thắng nhất của sự cảm ứng. Từ đó về sau, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh rồi, trăm thứ bệnh không sanh, lại không chết. Đây là cảm ứng hiện thời được, bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng được. Không thành thật niệm, không chuyên tâm niệm, vừa niệm Phật lại vừa vọng tưởng, niệm Phật như vậy không có ích gì. Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm đại từ đại bi mà niệm thì cảm ứng sẽ bất khả tư nghị. Người thực sự niệm Phật, dùng tâm chí thành, tâm thanh tịnh niệm Phật, trong kinh nói rất rõ ràng, trong phạm vi 40 dặm ác ma ác thần không dám đến gần. Đây là do tâm quý vị thanh tịnh nên được oai thần của A Di Đà Phật và chư Phật Bồ Tát gia trì, quỷ thần không thể tiếp cận. 12. Mình không thấy lỗi của người khác, chỉ thấy lỗi của mình. Như vậy tâm sẽ được định. Tâm có định mới sanh trí tuệ. Nếu nói lỗi lầm của người khác, tâm mình không bao giờ được định. Như vậy tổn thất của quý vị quá lớn rồi. Quý vị niệm Phật lại xem thấy những lỗi lầm của người khác, quý vị quyết định không được nhất tâm bất loạn. Không những không được nhất tâm bất loạn, tiêu chuẩn giáng xuống một tí là công phu thành phiến cũng không thể được. Không được công phu thành phiến thì giảng sanh không có hy vọng. Tổn thất này thật quá lớn. Lục Tổ nói, người thật sự tu đạo không thấy lỗi thế gian. Đây thật sự là những lời giáo huấn quý giá, quyết không được quên. Tự mình cho rằng mình trì giới đã hay lắm, người khác không bằng mình, họ đều phá giới, tương lai sẽ bị đọa lạc. Nếu mình khởi lên phân biệt, vọng tưởng, chấp trước này, dù mình có trì giới cũng không thanh tịnh. Lục Tổ nói rất hay, người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian. Điều này nên nhớ kỹ. Còn thấy lỗi của người khác, biểu hiện ra tâm đó không thanh tịnh, giới cũng không thanh tịnh. Chúng ta ngày nay thấy người này không vừa lòng, người kia đáng ghét, đây là tự mình khởi lên phiền não. Với cảnh giới ngoài kia không liên can. Người thật sự tu hành phải làm từ chỗ này. Khi có hiện tượng này, lập tức hồi đầu phản tỉnh, xem xét lại chính mình, lỗi tại mình,
không tại ngoại cảnh. Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian, nhìn thấy lỗi người khác lập tức phản tỉnh nhìn lại, lỗi là tại mình, tuyệt đối không tại người khác. Đoạn ác tu thiện, đây mới là người thật sự tu hành. Người niệm Phật là vậy, cần phải niệm đến không thấy lỗi của người mới là chân thật. Thấy được thiện, nghĩ xem mình có hay không. Nếu không có, phải lập tức học tập theo. Thấy được ác, nghĩ xem mình có hay không. Nếu có, phải lập tức sửa đổi. Cho nên, những người thiện, người ác trong đại xã hội này, đối với người tu hành mà nói, đều là thiện tri thức, đều là bạn hiền. 13. Phàm phu khởi tâm động niệm chấp trước thân này là ta. Kiến giải này là thân kiến. Phật nói, thân này không là ta, thân cũng không là sở hữu của ta. Nếu thân này là ta, thân chết rồi ta cũng chết luôn. Ai đi đầu thai, ai đi giảng sanh? Dù rằng lục đạo luân hồi cũng không phải thân này đi luân hồi, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không phải thân này đi giảng sanh. Cho nên đích thực thân không là ta, không là sở hữu của ta. Giống như quần áo vậy, quần áo là sở hữu của ta, quần áo không phải là ta. Cho nên ta xả thân, thọ thân trong lục đạo luân hồi như mặc quần áo, cởi quần áo vậy. Thân kiến đem thân này cho là ta, đây là kiến giải sai lầm. Bồ Tát khởi tâm động niệm không nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến tất cả chúng sanh. Không có ta, không có ta sở, tức là sở hữu của ta. Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm nghĩ đến Phật Pháp. Không có ý niệm thì thôi. Nếu có ý niệm là chỉ nghĩ làm sao lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, làm sao hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Từ đó ta và ta sở không cần đoạn, tự nhiên không còn. Du nhiễm tâm thanh tịnh, không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với mình phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, bình đẳng. Chỉ cần quý vị làm như vậy, Bồ Đề tâm sẽ hiện tiền. Sau một thời gian, đem ta quên mất, sẽ từ từ vào cảnh giới tốt. Ngày nay, Bồ Đề tâm tại sao không thể phát ra? Vì khởi tâm động niệm đều nghĩ đến ta trước, lợi ích của ta, quyền lợi của ta, cho nên Bồ Đề tâm vĩnh viễn phát không ra. Tại sao không đem ý niệm đó chuyển đổi lại? Khi khởi tâm động niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, ngày nay chúng sanh khổ như vậy, sanh một ý niệm là hoằng dương Phật Pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh, đây là thật sự phát Bồ Đề tâm. Trong thế gian này, không những ta sở là giả, không phải là thật, ta cũng là giả, thân này cũng không thể được, còn đâu có ta sở hữu. Quý vị thật buông xuống được, tính tâm của quý vị mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của quý vị mới thật khẩn thiết. Đối với cầu sanh tịnh độ sẽ có tính quyết định, có lợi ích thật sự. Quên mất ta, không có ta, ta sở hữu lại càng không có, càng không để trong lòng. Tài sản ta sở hữu, quyến thuộc ta sở hữu, dinh dự ta sở hữu, lợi ích ta sở hữu, phẩm những gì ta sở hữu thuộc về ta, đương nhiên càng phải nên buông xuống. Có thể đem ta
ta sở, xả ly, buông bỏ, niệm của quý vị sẽ chánh, ý sẽ thành. Có ta thì sẽ có ta sở. Những thứ của ta, đây là căn bản của lục đạo luân hồi. Chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là nơi đây. Thực sự giác ngộ, hiểu rõ rồi, nên buông xuống thì chứng quả tu đà hoàng. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, đó là cứu cánh nhất thừa viên giáo. Nếu tính thọ phụng hành chứng được, đó là sơ tính vị của quả vị Bồ Tát, thì chứng được vị bất thoái. Ta sở hại chúng ta, đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi, chứng ngại chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Các vị cổ đại đức, những người thật sự giác ngộ, đều đem những thứ này xả được rốt ráo. 14. Người học Phật thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi, quang minh của quý vị là kim sắc, kim sắc quang minh. Tâm địa thanh tịnh, ma sẽ không thể phạm. Bản thân đầy đủ công đức phước huệ, lại có chư Phật hộ niệm, oai thần gia trì, trên con đường Bồ Tát quý vị nhất định là thuận buồm xuôi gió. Đây là cầu Phật phù hộ, cầu Phật gia trì, bất nhị pháp môn. Hiện nay xã hội không được tốt, yêu ma quỷ quái rất nhiều, thường xảy ra những việc kỳ quái. Làm thế nào để được bình an? Trong nhà có bộ kinh điển này, trong nhà cúng dường thánh tượng A-di-đà Phật, hoặc là tượng Tây Phương Tam Thánh. Quý vị đối với pháp môn tịnh độ, đối với kinh, đối với pháp, tin sâu không nghi, yêu ma quỷ quái tự nhiên lãnh xa. Quý vị tuy có cúng dường nhưng còn hoài nghi, yêu ma quỷ quái sẽ không sợ quý vị. Trong nhà có cúng dường hình Phật, phải chân thật tu trì mới được cảm ứng. Nếu một niệm tâm thanh tịnh, lập tức được cảm ứng đạo giao. Trong nhà cúng dường hình Phật linh hay không? Phải xem tâm của quý vị có thành kính hay không. Thành không phải là thành thông thường, mà phải thật tin Phật, thật tin pháp, vậy mới linh. Trong tâm có một tí không thanh tịnh, ma quỷ sẽ nhập vào xác thân, bởi vì tương ưng với họ. Tâm của yêu ma quỷ quái không thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, nó sẽ dễ dàng nhập vào thân xác. Nếu quý vị là người thật sự niệm Phật, những thứ yêu ma quỷ quái này không những không dám đến quấy nhiễu, trái lại đối với quý vị rất tôn kính. Cho dù nó không đến bảo hộ quý vị, cũng lánh ra xa xa, không dám trêu chọc, vì quý vị là người niệm Phật. Người niệm Phật được mười phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần phù hộ, đây là đạo lý nhất định. Càng là người thật sự tu hành, càng trở nên giản dị bình thường, tìm không ra có chỗ nào đặc biệt. Phàm là người có ngôn ngữ, hành vi khác thường, kỳ kỳ quái quái đều có vấn đề. Mỗi ngày thấy ma, thấy Phật, hay là cảm ứng thoại tướng, tức là tướng tốt, tự nhiên rất tài giỏi, đều có vấn đề. 15. Chúng ta phải làm việc tốt. Tuy có làm, nhưng như vô sự, tức là không làm, vậy mới đúng. Vô sự không phải là việc gì cũng không làm, đó là tự liễu hán, nghĩa là người chỉ độ chính mình. Bồ Tát Đại Thừa là làm mà như không làm, không làm mà làm. Tại sao nói không làm? Trong lòng như không có việc đó, một niệm không sanh, đây là không làm. Tại sao nói làm? Vì phục vụ đại chúng, tận tâm
tận lực, tinh tấn, không giải đãi, tay chân làm nhanh nhẹn, đó là làm. Người thế gian làm được một tí công việc thì rất uể oải, rất mệt mỏi, bởi vì tâm họ không thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh, số lượng công việc có nhiều hơn cũng không thấy mệt mỏi, vì đó là làm mà không làm, không làm mà làm. Thân họ đang làm, tâm thì không làm, như là một bộ máy đang làm việc. Cho nên tâm của quý vị nếu thật sự thanh tịnh thì sẽ không mệt, không mỏi, không chán. 16. Trong quyển Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: giảng sanh được hay không toàn là do tính nguyện có hay không. Điều kiện căn bản của giảng sanh là thật tính, thật nguyện, nhất định là không có hoài nghi, không có xen tạp. Tính nguyện thật sự có năng lực lớn đến thế sao? Có. Trong Kinh Kim Cang nói được rất hay: tính tâm thanh tịnh, ác sanh thật tướng. Nghĩa là thật tướng là trí tuệ, đức năng, bát nhã, trí tuệ dạng đức dạng năng. Cho nên tiêu chuẩn của tính tâm là tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang, không phải là thông thường. Tự cho rằng đã rất tính tâm, lời này chưa chắc chắn. Trong Kinh Kim Cang nói: lòng tin thanh tịnh, ác sanh thật tướng. Quý vị đừng cho rằng như vậy là tin Phật rồi, chưa chắc đâu. Tại vì sao? Nơi nào có sự dụ hoặc của cổ phiếu thì chạy đi ngay, quên mất Phật. Nơi nào có cám dỗ của danh lợi thì biến đổi ngay. Tin Phật như vậy là như lục bình trên sóng nước, tùy theo gió mà trôi dạt, không có gốc, không phải là thật tin, không có sự lý giải đúng đắn. Phật Pháp chỉ hiểu một tí ti, không thể gọi là thật hiểu. Khi thực sự hiểu rõ, người đó sẽ thật tin, người đó sẽ thật hành. Người niệm Phật ngày ngày niệm A-di-đà Phật, tại sao công phu không đắc lực? Vì không thật tin, nguyện không khẩn thiết, niệm không chuyên nhất. Tại sao phải nghe kinh? Mục đích của nghe kinh là phải đem chân tướng sự thật này nghe rõ ràng. Sau khi nghe rõ ràng, tính tâm của chúng ta mới kiên định. Tính tâm thanh tịnh, ý niệm cầu sanh mới kiên quyết. Câu Phật hiệu quyết định là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người này sẽ được giảng sanh, nhất định là một đời thành Phật. 17. Tâm thanh tịnh có thể sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng đối với cảnh giới bên ngoài, đó là trí tuệ. Tâm thanh tịnh đối với tự mình là phước đức, là hưởng phước. Phước báo thật sự là thân tâm được thanh tịnh, không có ưu tư, không có lo lắng, không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Đây mới thực sự là hưởng thụ khoái lạc. Chỉ cần có tính, nguyện, trì danh thì sẽ được. Tâm đến khi thực sự thanh tịnh sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ không phải là từ bên ngoài đến, mà là quý vị vốn có sẵn. Trí tuệ vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tài nghệ vô lượng vô biên. Như Lục Tổ Đại Sư đã nói: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Bổn tánh của quý vị đã tự đầy đủ, một thứ cũng không thiếu. Cho dù là gia thân quyến thuộc, bạn bè thân thiết cũng không được nhớ nghĩ, cho đến chuyện của chính mình cũng không nhớ nghĩ. Tất cả những thứ lo âu, tất cả những thứ nhớ tưởng thế xuất thế pháp đều buông xuống. Vì những thứ âu lo
nhớ tưởng này không thể giải quyết vấn đề. Cái gì có thể giải quyết vấn đề? Tâm địa thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền, mọi vấn đề đều được giải quyết. Dùng tâm thanh tịnh đối với cảnh giới bên ngoài, tâm thanh tịnh đến trình độ tương đối, tức là chiếu kiến, nghĩa là thấy được, trí tuệ sẽ hiện tiền. Không lo quý vị không có biện tài, tức là tài thuyết pháp, quyết định có biện tài, vì biện tài là tánh đức, trí tuệ cũng là tánh đức, tánh đức lộ ra. Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tức ứng, nghĩa là trong nhà Phật có cầu là có ứng, tánh đức hiện tiền, đích thực có cầu là có ứng. Trong tâm động một ý niệm, không có thứ gì không viên mãn, mọi thứ đều buông xuống, mọi thứ đều viên mãn. Đó không là tu đức, là tánh đức hiện lộ. Tu đức có thể dùng tâm, tánh đức không cần tu, là tự nhiên, là bất tận. Cho nên người thật tu hành phải từ trong tâm địa mà dụng công, phải để cho tánh đức từ từ thấu lộ ra ngoài, thọ dụng mới tự tại. Cho nên thành bất thoái thành Phật. Chúng ta trong thế gian này, tánh đức có thể thấu lộ ra một ít, công phu của quý vị sẽ không thoái chuyển, giảng sanh đương nhiên là không thành vấn đề. 18. Tâm thanh tịnh, trang nghiêm quốc độ. Trong kệ hồi hướng, trang nghiêm Phật tịnh độ. Dùng cái gì để trang nghiêm? Hương hoa không thể trang nghiêm, tràng phan không thể trang nghiêm, đó toàn là giả. Thanh tịnh tâm trang nghiêm, điều kiện để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đây. Lúc giảng sanh, một niệm ấy rất quý. Cũng như khi chúng ta mở tủ bảo hiểm đúng với số chìa khóa của tủ vậy. Một khi đúng số, tủ được mở ra. Đó là tương ưng. Khi lâm chung trong một sát na, được tương ưng thì được giảng sanh. Một niệm lúc lâm chung, chúng ta không nắm chắc được tương ưng hay không, có thanh tịnh hay không. Cho nên ngày thường phải tập luyện. Ngày thường niệm Phật là tập luyện. Tập luyện đến khi ngày thường cũng thanh tịnh, người này đã nắm chắc được vãng sanh. 19. Khi tâm thanh tịnh sẽ thấy được chư Phật. Chư Phật ở nơi đâu? Chúng sanh trên đời này bổn lai thành Phật, hữu tình chúng sanh bổn lai thành Phật, vô tình chúng sanh cũng bổn lai thành Phật. Bổn lai là Phật, đến lúc này mới phát hiện tất cả chúng sanh đều là Phật. Tất độ vô lượng chư Phật, nghĩa là thấy được vô lượng chư Phật. Kiến Phật thì kiến tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chân như bản tánh thì là thanh tịnh pháp thân, là Phật quả viên mãn. Thấy tất cả hữu tình chúng sanh, thấy được đó là Phật tánh. Thấy tất cả vô tình chúng sanh, thấy được đó là pháp tánh. Kiến tánh không trước tướng, nghĩa là thấy tánh không chấp vào tướng. 20. Tu học Phật pháp nhất định phải theo thứ lớp, không được vượt cấp. Vậy tu học từ đâu? Học từ đoạn phiền não, từ tìm hiểu thấu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Rất nhiều ông lão, bà lão niệm Phật vãng sanh rồi, các vị ấy không có phát cái tâm này, họ cũng không biết làm sao được vãng sanh. Bề ngoài xem họ có vẻ tuy không hiểu biết, nhưng đích thực là họ đã thấu hiểu lý lẽ của sự vật, tri thức cũng đạt rồi, ý cũng rất chân thành.
vì họ đã xả bỏ tất cả dục vọng của thế gian, một lòng một dạ chỉ nghĩ A Di Đà Phật, chỉ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thân tâm thế giới của họ không có việc gì, dục vọng vật chất đã ngăn bỏ sạch sẽ. Một lòng một dạ chỉ muốn vãng sanh, chỉ nghĩ A Di Đà Phật. Đây là đại trí tuệ. Có thể có nhiều đồng tu sẽ hỏi, chúng tôi thấy có rất nhiều ông lão, bà lão không có đi học, không biết chữ, cũng chưa từng nghe qua giảng kinh. Lão thật, tức là thật thà, niệm Phật mà được vãng sanh. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Họ đã tu thành chưa? Họ đều đã tu thành. Chỉ cần lão thật niệm Phật là đều tu thành. Tứ niệm xứ là nhìn thấu. Họ tuy không hiểu tứ niệm xứ, nhưng họ đã nhìn thấu. Họ cảm thấy thế gian này không có ý nghĩa. Họ không còn lưu luyến một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ buông xuống tất cả, lão thật niệm Phật. Tam khóa 12 đạo phẩm, chỉ một câu Phật hiệu họ đã viên tu. Viên tu viên chứng, tức là tu thành viên mãn, chứng đắc viên mãn. Chúng ta ngàn vạn lần không được xem thường các lão ông, lão bà này. Công phu tu trì của họ đắc lực hơn, thù thắng hơn chúng ta. Họ đã khế nhập cảnh giới nhất tâm. Chúng ta chưa vào được cảnh giới này. Nguyên nhân do nơi đâu? Vì họ cái gì cũng không quản, đều buông xả. Tâm của họ thanh tịnh. Những người hoằng pháp lợi sanh còn không bằng họ. Cư sĩ Lâm Kháng Trị, Đài Loan, viết cuốn Niệm Phật Cảm Ứng Kiến Văn Ký. Quý vị xem, có rất nhiều người quê mùa mộc mạc bị người xem thường. Họ từ sáng đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm không có gì cả. Vậy mà quỷ thần cung kính họ, chư Phật hộ niệm họ. Chúng ta tự cho rằng mình rất tài giỏi, nhưng chư Phật Bồ Tát không hộ niệm chúng ta. Quỷ thần xem thường chúng ta. Chúng ta không thể so sánh với họ. Họ là thượng đẳng tận hình thọ. Tức là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, suốt đời niệm Phật, thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung. Chúng ta mới hiểu ra câu Phật hiệu này niệm một đời, niệm suốt đến khi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Nếu quả thật niệm được như vậy thì tập khí nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay đều được tiêu trừ, cho nên được tự tại vãng sanh, không có bệnh khổ, biết trước ngày giờ mất. Người chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chúng ta phải nên tôn trọng họ, không được khinh thường. Giả như đời này họ có ngu si đến đâu, thậm chí tạo nghiệp cực trọng, cũng không được khinh khi. Có thể họ vãng sanh trước hơn ta. Pháp môn tịnh độ sở dĩ được tất cả chư Phật tán thán, vì phạm vi nhiếp thọ chúng sanh vô cùng rộng lớn. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, chỉ cần biết tin, biết phát nguyện, biết lão thật niệm câu Phật hiệu này, không ai là không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta không được xem thường những người tạo tác nghiệp tội. Đừng xem chúng ta từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật là giỏi. Nói không chừng tương lai họ vãng sanh phẩm vị cao hơn ta, vì họ một niệm hồi tâm, công đức sẽ vô lượng vô biên. 21. Thời nhà Tống có pháp sư Doanh Kha không giữ thanh quy, phá giới tạo tác nghiệp tội. Tuy nhiên ngài có một điểm tốt là tin sâu nhân quả báo ứng. Nghĩ lại những việc của mình đã làm
nhất định sẽ bị đọa địa ngục, nên trong lòng vô cùng sợ hãi, bèn đi thỉnh giáo với các vị đồng tu xem có cách gì cứu chữa. Bậc đồng tu cho ngài giảng sanh truyện. Ngài xem rồi khóc lóc thảm thiết, liền phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài đóng cửa liêu phòng, không ngủ, không ăn cơm, không uống nước, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Ngài liều mạng niệm được 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện ra. A Di Đà Phật bảo với ngài, thọ mạng của ông còn đến 10 năm, hãy tu cho tốt, khi lâm chung Phật sẽ đến tiếp dẫn ông. Pháp sư Doanh Kha cầu xin với Phật, căn tánh của con không tốt, rất dễ bị cám dỗ. Trong 10 năm này không biết sẽ tạo bao nhiêu tội lỗi, nghiệp chướng. Thọ mạng 10 năm này con không lấy, bây giờ con theo Phật đi ngay. Phật đồng ý và nói, vậy 3 ngày sau Phật đến trước ông. Ngài Doanh Kha mở cửa liêu phòng, rất mừng vui và tuyên bố với đại chúng trong chùa rằng, 3 ngày sau Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Người trong chùa ai cũng cho là ông đã khùng điên. Một người tạo nhiều tội nghiệp như vậy, làm sao có thể 3 ngày sau được giảng sanh? Nhưng thời gian 3 ngày không dài, đại chúng đều đợi xem sao. Đến ngày thứ 3, ngày tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới, yêu cầu đại chúng niệm A-di-đà Phật, đưa tiễn ngài giảng sanh. Niệm kinh xong, niệm thêm Phật hiệu 10 mấy tiếng. Ngài nói với đại chúng, Phật đến tiếp dẫn tôi bây giờ theo Phật đi đây. Vừa nói xong thì ngài giảng sanh rồi. Tu hành một, tư tưởng.
kiến giải, lời nói, tạo tác của chúng ta đều là hành vi. Hành vi có sai lầm thì phải y theo những giáo huấn của chư Phật, Bồ Tát mà đem những lỗi lầm đó sửa chữa lại. Đây mới là thật sự tu hành. Những lời giáo huấn của các bậc đại thánh hiền Bồ Tát đều từ tâm tánh khởi phát mà hiển lộ ra. Nói cách khác, tu hành là thuận theo tự tánh, không phải thuận theo người khác. Người được minh tâm kiến tánh thì những ngôn từ hành vi đều từ trong tự tánh mà bộc lộ ra. Chúng ta học tập theo họ, lấy họ làm tiêu chuẩn, đó là lấy tự tánh làm chuẩn mực. Thuận tánh là chí thiện, không có gì thiện hơn. Trước tiên, chúng ta phải biết rõ những lỗi lầm của mình. Thứ đến, phải thực sự sửa chữa triệt để những căn bệnh tập khí, y theo sự giáo huấn trong kinh điển mà tu hành, niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Đó mới là đệ tử bậc nhất của Phật. Biết rõ tập khí, lỗi lầm của mình, tức là khai ngộ. Quý vị không bị mê hoặc, mỗi ngày đều có thể phát hiện những căn bệnh tập khí của chính mình. Đó là khai ngộ hàng ngày. Tập hợp khai ngộ nhỏ thì thành đại khai ngộ, góp đại khai ngộ lại tức thành đại triệt đại ngộ. Nhưng sau khi khai ngộ rồi, điều quan trọng nhất là phải tu hành, đem những lỗi lầm tập khí tu chỉnh lại. Đó là tu hành. Tu hành thật ra là chỉnh sửa tất cả những hành vi sai trái. Ở đâu để tu hành? Tu từ chỗ khởi tâm động niệm, biết rõ sự sai trái của mình là giác ngộ, sửa chữa lỗi lầm của mình là chân tu. Lục Tổ nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước tương tả. Nghĩa là nếu là người tu đạo chân thật thì sẽ không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, tức là người khác. Nếu thấy người khác sai, tức tự mình sai. Tả theo hướng đọa xuống. Thời xưa ở Trung Quốc, bên phải tiêu biểu cho hướng lên, bên trái tượng trưng cho hạ xuống. Thấy sự phải trái của người khác thì tự mình đã bị rơi xuống. Vì tâm của mình không thanh tịnh, không bình đẳng, tự cho là đúng, nhất định phải hiểu rõ đây là căn nguyên của tất cả tội ác. 2. Đến ngày nào mà lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không còn sinh phiền não, thì mới nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu vẫn nhìn người không thuận mắt, không thể sống chung với người khác, thì khó mà niệm Phật vãng sanh. Giả sử tự mình đem vọng tưởng chấp trước đều buông xuống, thì cảnh giới bên ngoài đều bình đẳng, không có thiện phi, thiện ác. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh của mọi nhân sự. Người và vật không có tốt xấu, không có thị phi, không có thiện ác, không có tà chánh. Tất cả những tốt xấu, thị phi, thiện ác, tà chánh từ đâu đến? Là từ trong tâm của chính mình mà ra. Do đó, người biết tu hành khi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, vừa khởi tâm động niệm thì họ liền hồi đầu phản tỉnh, nhận biết mình đã sai rồi. 3.
Một người mỗi ngày đều phải biết được lỗi lầm của chính mình. Đó là giác ngộ. Nhà Phật gọi là khai ngộ. Hôm nay cả ngày đều không có sai trái, đó là ngu muội, là hồ đồ. Làm sao mà không có lỗi lầm? Biết sai trái là khai ngộ, đem lỗi lầm sửa lại cho đúng là tu hành, là công phu. Quý vị mỗi ngày phản tỉnh, ngày ngày giác ngộ, nhìn lại xem chỗ nào có sai trái, cách nghĩ sai rồi, cách nhìn sai rồi, kiến giải sai rồi, lời nói sai rồi, việc làm sai rồi. Hằng ngày quý vị có thể phản tỉnh, tìm ra chỗ sai trái của mình, thì người đó tức đã khai ngộ, biết rõ lỗi sai của mình, lập tức chỉnh sửa lại, ngày mai không tái phạm lỗi giống vậy nữa. Đây là tu hành thật sự, cũng là sám hối thật sự, thì nghiệp chướng tiêu trừ rồi. 4. Tôi thường khuyên mọi người, công phu sáng là nhắc nhở tự mình, công phu tối là tự nghĩ lại mình. Ngày hôm nay có lỗi về thân, khẩu, ý, tam nghiệp không? Phát hiện lỗi của mình tức là chỗ điển ngộ, sửa đi các lỗi lầm, không tái phạm những lỗi giống như vậy, tức chân thật tu hành, tức là công đức. Tôi khuyên các vị đồng tu, công phu sáng niệm 48 nguyện của kinh này, sau khi niệm hãy nghĩ thật kỹ, tâm của ta, nguyện của ta có giống A Di Đà Phật không? So sánh với Phật, mỗi ngày so một lần, so lâu rồi thì từ từ sẽ tiếp cận, như vậy sẽ được lợi ích. Công phu sáng được lợi ích là đồng tâm, đồng nguyện với Phật A Di Đà. Công phu tối niệm từ phẩm 32 đến 37. Sáu phẩm này Phật đã đem lỗi lầm, bệnh căn của chúng ta nói ra. Sau khi niệm xong, hãy nghĩ đi xét lại, ta có phạm những lỗi như vậy không? Nếu có, mau mau sửa đổi, hy vọng cùng A Di Đà Phật đồng giải đồng hành. Ngày hôm nay từ sáng đến tối, tôi đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi việc, có khởi lên ác niệm không? Có nói lời sai không? Có làm việc sai không? Phát hiện lỗi lầm thì hãy mau sửa đổi, ngày mai không tái phạm những lỗi giống như vậy. Công phu sáng tối như thế mới thực sự có công đức, mới thực sự là làm công phu sáng tối. Nếu không có nhắc nhở, không có phản tỉnh, tức là xét lại, chỉ đem kinh văn niệm một lần cho Phật Bồ Tát nghe, công phu sáng tối như vậy là tạo tội nghiệp. Sao lại tạo tội nghiệp? Sáng gạt Phật Bồ Tát một lần, tối lại lừa dối thêm một lần nữa, ngày ngày gạt, tội này về sau sẽ đọa tam đồ. 5. Tất cả chư Phật tu học bắt đầu từ đâu? Đều từ tam phước mà học lên. Chúng ta không làm thì không kể là tu hành, nhất định phải thật sự làm cho được. Đem công đức thiện căn này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh cùng hưởng thì tức là tương ưng. Tác dụng thực sự của hồi hướng là khai mở tâm lượng, khôi phục bổn tâm. Tâm lượng của bổn tâm rộng lớn vô biên, tâm lượng hiện nay của chúng ta quá nhỏ, dùng phương pháp này mà khôi phục lại. Không thể tu tam phước lục hòa thì là tội nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đến để diệt Phật Pháp, là con cháu của Ma Dương Ba Tuần. Hôm nay nhiệm vụ đến cửa Phật là để diệt Phật Pháp, không phải hưng Phật Pháp. Hưng Phật Pháp phải quyết định xả bỏ sự phân biệt, chấp trước, vọng tưởng của bản thân. Học Phật cần hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, độ lượng phải lớn,
có thể bao dung. Thứ hai, phải biết ngoài mặt vui vẻ đón người, oán thân bình đẳng, vạn pháp như một, có thể cư xử hòa hợp với tất cả chúng sanh. Người như vậy mới có tư cách học Phật, mới có tư cách vào nhà Phật. Tai nạn lớn của thế giới này mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Nếu bản thân chúng ta chịu phát tâm, thật sự đem danh danh, lợi dưỡng, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều buông bỏ, nguyện cùng đại chúng sống hòa hợp với nhau, thành tựu một tăng đoàn hòa hợp, không những tự mình được lợi ích lớn, Phật Pháp có thể hưng dựng lên. Người Đài Loan đều được lợi lạc vì được chư Phật hộ niệm, Long Thần hộ Pháp ủng hộ. Cần phải biết, khi mọi người cộng tu ở một nơi mà khởi lên ý niệm sẽ phá hoại lục hòa kính, không biết mình đang tạo nghiệp, còn ngang nhiên tưởng mình mọi thứ đều đúng. Lý lẽ lớn lao gì đi nữa cũng đã phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn. Nên tốt nhất, lý lẽ nào cũng không nên có. Mỗi người đều không có lý lẽ thì thiên hạ sẽ thái bình. 6. Bất ly Phật Pháp, nhi hành thế Pháp, bất phế thế Pháp, nhi chứng Phật Pháp. Bất ly Phật Pháp, trong tâm thường có một câu A-di-đà Phật, trong lòng thường tưởng niệm Phật A-di-đà. Công đức cúng dường hình Phật thật bất khả tư nghị. Quý vị thích hình Phật nào thì lễ bái cúng dường hình Phật đó, ngày ngày cùng hình Phật đó ở một nơi, cùng A-di-đà Phật ở một chỗ, tức là bất ly Phật Pháp. Quý vị phải đem lòng cung kính đối với Phật Đà, sư phụ, các đạo hữu, đồng tu, cung kính cha mẹ và người nhà của quý vị thì cả nhà đều vui. Đó là nhi hành thế Pháp. Quý vị đem những điều tu được trong Phật Pháp ứng dụng vào trong gia đình của mình, ứng dụng vào trong sinh hoạt của mình thì mới thực sự là thọ dụng. Bất phế thế Pháp, nhi chứng Phật Pháp. Câu này nói càng triệt để hơn. Mọi thứ trong thế Pháp, tức là Pháp thế gian, đều làm được viên mãn, tức là Phật Pháp. Không phải rời thế Pháp mới tu Phật Pháp được. Thế Pháp và Phật Pháp là cùng một việc. Tâm tịnh, ác thổ tịnh. Làm sao tịnh hóa tâm mình? Câu A-di-đà Phật là tịnh hóa tâm địa. Khi tất cả vọng tưởng, chấp trước, phiền não hiện lên, lập tức trở về một câu A-di-đà Phật thì tất cả mọi việc đều không còn nữa. Tất cả ý niệm đều quy về Phật A-di-đà. Chỉ tưởng nhớ Phật A-di-đà, không nghĩ về các ý niệm khác. Các ý niệm khác đều tạo lục đạo luân hồi. Duy chỉ có câu A-di-đà Phật này là chứng Phật Pháp. Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Đó là chứng Phật Pháp. 7. Chúng ta rời Phật Pháp, nhất định thoái chuyển. Phải làm sao không rời Phật, không rời Pháp? Tôi nói với chư vị đồng tu, mỗi ngày không thể không chiêm ngưỡng hình Phật. Xem hình Phật nhiều lần, sau khi nhớ trong lòng thì không rời khỏi Phật. Mỗi ngày không thể không đọc kinh. Đọc kinh tức là nghe giáo huấn của Phật. Như vậy sẽ giữ được cho mình không thoái chuyển. Tôi khuyên các đồng tu phải học thuộc, đọc thuộc kinh văn trước. Không học thuộc thì không sao làm được. Sau khi học thuộc lòng, chúng ta sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, ý niệm vừa chấm dậy thì sẽ nghĩ rằng
ý niệm có hợp với sự giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ không? Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm như thế ấy, dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Đây mới là nhiếp thủ thọ trì, tức là giải hành tương ưng, giải hành cùng tiến, nghĩa là hiểu và làm tương ưng cùng tiến. 8. Quy nạp tam quy ngũ giới, không ngoài đối nhân đối sự, tức là việc đối vật. Đối với sự tu các Phật pháp, ta đối với bốn cảnh giới này không mê, không tà, không nhiễm, lấy thái độ giác, chánh, tịnh mà đối mặt với bốn cảnh giới này. Đây là thọ trì tam quy, là đệ tử chân chánh của Phật. Do đó, tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của tu hành, là một con đường chính để thành Phật đạo. 9. Người đoạn được phiền não là niệm niệm tưởng nhớ chúng sinh, niệm niệm hy vọng người khác tốt, không hy vọng mình tốt. Các người đều tốt, ta thật không tốt, vậy là tốt rồi. Các người có phước, ta không có phước, vậy mới tốt. Thường ấp ủ lòng thương xót chúng sinh, người ta trước, mình thì sao, mới có thể đoạn phiền não. Loại người như vậy mới có tư cách tu hành, mới có tư cách vào cửa Phật. Niệm niệm chỉ nhớ đến mình, rồi mới nghĩ đến người khác, thì dù quý vị cố gắng tinh tấn tu học thế nào đi nữa, suốt cuộc đều ở ngoài cửa Phật, quyết định bước không vô được một cửa. Nhất định phải mở rộng tâm lượng, phải yêu thương, giúp cho người khác thành tựu bằng tấm lòng chân thật, thanh tịnh, bình đẳng và từ bi. 10. Có thể nhu thuận nhẫn đối với tất cả vạn pháp, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức mà Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương đã nói. Đó là công phu thật sự đắc lực. Chúng ta xem công phu của một người có đắc lực hay không, thì hãy xem họ có thể định được trong hoàn cảnh không. Trong thuận cảnh có thể định được, không có tâm hoan hỷ, tâm vẫn thanh tịnh. Trong nghịch cảnh không có lòng sân giận, tâm vẫn là thanh tịnh. Thuận theo nghịch cảnh, không oán trời trách người, duy chỉ dụng công tinh tấn, thì đạo nghiệp của hạng người này sao có thể không thành tựu được. Những chúng sanh ngu si, những chúng sanh không có trí tuệ, đối với họ từ bi, họ không tiếp nhận. Không những không tiếp nhận, có khi còn ác ý phỉ báng, thậm chí còn ác ý làm tổn thương quý vị. Quý vị còn phải từ bi nữa không? Vẫn phải từ bi, càng phải từ bi hơn. Đó là sức chịu đựng, tức là nhẫn lực. Bạn phải biết chân tướng sự thật là họ ngu si, phiền não, tập khí của họ rất nặng. Quý vị phải hiểu mà tha thứ cho họ, quyết định không thể dùng ác ý đối xử lại. Người học Phật nhất định phải nhớ kỹ, không kết oán thù với bất cứ ai. Đó là người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ. Đối với oan gia trái chủ phải hết sức nhường nhịn. Nhẫn nhịn một đời người thì trả xong nợ. Do đó phải học nhường nhịn, không sợ bị thiệt thòi, không sợ mắc bẫy. Chịu thiệt là phước, không phải là tai họa. Luôn luôn tiêu tai diệt tội, quyết định nhường nhịn là đúng đắn. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vẫn bị sáu nhóm tỳ kheo, sáu sư ngoại đạo làm nhục trước mặt, chửi bới sau lưng còn nhiều hơn nữa. Phật không so đo với họ, cũng không biện luận với họ. Chửi, cứ để họ chửi. Chửi lâu rồi, ác mệt thôi, thì tự nhiên không chửi nữa. Hà tất theo sự nhận thức bình thường như họ.
phải nhẫn nhịn. Đây là sự tu hành của chư Phật, Bồ Tát, chúng ta nên học theo. 11. Dạng ngàn lần phải nhớ, không khởi lên các vọng tưởng về tham, sân, si, dục. Đó là tu hành thật sự. Một mặt thường niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm mấy chục lần Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng trong tâm vẫn là tham, sân, si, mạng, thì kể như tất cả công đức đều hết. Tụng kinh, niệm Phật, phải đem tham, sân, si, mạng niệm cho quên đi thì mới là công phu. Chân tu hành thì phải đoạn tham, sân, si. Tu hành thật sự thì câu Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn, đó là tinh tấn. Còn một tí tham niệm về pháp thế gian thì không phải là tu hành chân chính. Phải nói, trong Kinh Đại Thừa, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân khởi lên thì cả triệu cánh cửa chướng ngại mở ra. Dù hoàn cảnh không như ý, cũng không thể khởi lên tâm sân giận. Cần hiểu rõ nhân quả, lý sự bên trong đó. Khởi tâm sân giận không làm chướng ngại người khác, mà thật ra chỉ chướng ngại tự mình. Người học Phật thấy kẻ khác hơn mình, trong lòng đố kỵ thì lập tức phải giác ngộ. Tâm đố kỵ của ta khởi dậy, phá hoại lòng thanh tịnh của mình, làm trở ngại giác chánh tịnh của ta. Đó là ma chướng. Ma của ngoài cảnh không đáng sợ, đáng sợ là ma ở trong tâm ta. Nên nói, phiền não ma, ngủ ấm ma là đáng sợ nhất. Nếu có thể đoạn dục vọng, bỏ ưu phiền, dù ma ở ngoài cảnh nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, đối với người tu hành vẫn không bị tác động. Thấy việc tốt của người khác, mình phải tán thán, đồng thời hết lòng hết sức giúp đỡ, đem việc tốt của họ nhân rộng ra. 12. Hôm nay có thể giảm bớt một phần hưởng thụ trong sinh hoạt của mình, đi cứu giúp những chúng sinh khổ nạn, đó cũng là thay chúng sanh chịu khổ. Chúng ta muốn sắm thêm quần áo, nghĩ lại không thêm cũng được, dành lại khoản tiền ấy để giúp đỡ chúng sanh. Hôm nay mình muốn ăn một bữa, cũng có thể giảm ít lại, ăn những món tàu hũ, cải xanh, đem số tiền dành dụm được để giúp đỡ họ. Đều là cúng dường của thay chúng sanh chịu khổ. Nhà Phật thường nói, dạng thứ đều không đi, duy chỉ nghiệp theo mình. Thực sự, không một thứ gì là của ta cả. Trước mắt, nếu có cơ hội, nên làm theo nhiều việc tốt, tích thêm nhiều đức. Đó là thứ duy nhất có thể mang theo. Quý vị đọc truyện ký của Phạm Trọng Yêm hay Nghĩa Điền Ký trong Cổ Văn Quán Chỉ, xem ông ta một đời hành trì, sự nghiệp công lao to lớn, quan to chức lớn. Khi quốc gia hỗn loạn, ông là đại tướng quân, thống soái. Khi về đến triều đình, ông là phó tể tướng. Nhà nước ban cho ông bổng lộc hậu hỷ, nhưng tự ông lại kiệm ăn kiệm dùng, lấy bổng lộc của mình nuôi sống hơn 300 mấy gia đình, lại mở lớp học miễn phí. Thế những con em của những hộ nghèo có thể đào tạo thì tìm đến để chu cấp cho đi học, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, không vì bản thân nên được quả báo thù thắng. Ông có 5 người con trai, trong đó có 2 người làm quan đến chức tể tướng, 1 người thì làm ngự sử đại phu, tương đương với viện trưởng viện hành chánh, viện giám sát bây giờ. Khi ông mất, không mua nổi cổ quan tài, tiền đã đi đâu? Đều bố thí làm việc tốt cả. Vì thế gia đình họ Phạm
mãi đến đầu năm Dân Quốc, hơn 800 mấy năm gia đạo không hề suy thoái. Trước đây khi tôi theo thầy Lý, ông quy định tiền sinh hoạt một tháng của tôi là 150 đồng. Thầy Lý nói cậu xài dược hơn 150 đồng thì không giống người xuất gia. Ông nói câu này với tôi vì ông là người làm gương. Một ngày tôi ăn cơm hết 3 đồng, còn ông một ngày chỉ tiêu 2 đồng. Do đó cái gì ông ấy nói tôi đều tâm phục khẩu phục, không sao tranh luận với ông được. Tất cả khoản thu nhập của ông đều đem đi làm sự nghiệp về Phật giáo. Áo quần ông mặc là quần áo cũ của 30-40 năm trước. Áo lót vớ được giá đi rồi giá lại nhiều lần. Nếu có dịp đến miền Trung Đài Loan, nên đến tham quan nhà kỷ niệm của thầy Lý. Áo của ông lớn lớn, nhỏ nhỏ đều giá đi giá lại. Ông không phải không có tiền, không phải không mua sắm nổi, trái lại thu nhập rất hậu hỷ. Ông lại không có gia quyến mà chỉ có một mình. Thành thật mà nói, điều kiện sống và sinh hoạt của ông có thể thoải mái hơn ai hết. Đấy là người tu hành chân chính, có thể chịu đựng sống một cuộc sống cực khổ thanh đạm, sống như một vị tu sĩ khổ hạnh. Ông ấy đã thực sự có thể đoạn tuyệt lòng tham. 13. Tu hành phải tu như thế nào? Miệng niệm Phật hiệu bị đứt đoạn không sao, nhưng trong lòng không thể để cho gián đoạn. Vì tâm mà rời khỏi câu Phật hiệu thì sanh vọng tưởng. Vọng tưởng là nghiệp của lục đạo luân hồi. Câu Phật hiệu phải thực sự có sức mạnh, vọng tưởng, tạp niệm không khởi dậy thì mới nắm chắc có phần ở Tây Phương. Do đó cần nắm thật chặt câu Phật hiệu, mỗi niệm không lơi là, quyết định sẽ tới được Tây Phương. Tất cả pháp thế gian chỉ có pháp này là thật, còn lại đều là giả. Chúng ta cả ngày đêm niệm câu A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp nhau, không để vọng tưởng thâm nhập thì là đắc lực thành công rồi. Vậy quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ mục đích là thế đấy. Tu 3 năm, 5 năm tâm đã thanh tịnh, tuy vọng tưởng vẫn chưa đoạn dứt, đại khái cũng được 70-80% thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đã nắm chắc rồi. Vọng tưởng ít, phiền não ít rồi, trí tuệ đã tăng trưởng, lòng đã lắng động, đây là chân tu hành. 14. Bố thí Ba La Mật là một bài quan trọng nhất trong tu hành. Buông bỏ tất cả, không chấp trước, tức là ưng vô sở trụ. Phải xả bỏ hết cho sạch sẽ, thân tâm thanh tịnh mới là pháp khí, tức là công cụ của pháp, mới có tư cách học Phật. Phàm đối với bất cứ phương diện nào ở thế gian này vẫn còn một chút chấp trước, lưu luyến, không thể buông bỏ, đó là chướng ngại, thì không phải thực sự muốn vãng sanh. Người muốn vãng sanh đều phải buông xả, một chút chướng ngại cũng không có. Người thực sự cầu vãng sanh, tất cả thế giới của thân tâm đều buông bỏ, trong lòng chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng không tưởng, không nhớ, buông bỏ vạn duyên. Không những không tưởng, không nhớ pháp thế gian, hết thảy Phật pháp cũng không nhớ, không tưởng. Người như vậy mới nhất định được vãng sanh. 15. Nơi thờ cúng Phật trong nhà của quý vị, dù trang nghiêm đến đâu, hằng ngày đồ cúng không thiếu chi, nhưng lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy thì bạn vẫn không được gì cả. Cái được vẫn là một thân nghiệp tội. Vì thế, Phật pháp không chú trọng hình thức. Nói thật, khi Phật Bồ Tát trông thấy những đồ cúng dường đều có nông dược, đều bị ô nhiễm,
thì đừng nói đến anh, mà cả người cũng không dám. Đó chỉ là bày tỏ tấm lòng kính trọng của chúng ta. Nhưng ý kính trọng thật sự là y giáo tu hành. Niềm kính trọng thật sự không ở chỗ hình thức. Quý vị đồng tu không thể không biết. Chúng ta mỗi ngày dùng cái gì để cúng dường Tây Phương Tam Thánh? Hoa quả. Phật Bồ Tát đều không cần những thứ này. Hoa quả là tượng trưng một ít lòng kính trọng. Cúng dường thật sự là y giáo phụng hành. Thấy hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tự nhắc nhở mình phải từ bi đối với tất cả chúng sanh. Một niệm từ bi này chính là cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối nhân sự thế tiếp vật, dùng lý trí không dùng tình cảm. Lý trí tức là cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là cúng dường thật sự. Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát mục đích là thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở mình, dạy dỗ mình. Đó là cúng dường thật sự. Cúng dường Tam Thánh ở tại gia, nếu một tí tấm lòng như vậy cũng không có thì chư Phật Bồ Tát không ở nhà bạn rồi. 16. Bệnh là quả báo, có thể xoay chuyển được không? Sinh tử luân hồi còn có cách xoay sở, bệnh nhỏ thế này sao lại không xoay chuyển được? Đương nhiên là có thể xoay chuyển. Chuyển như thế nào? Cố gắng tu thiện. Quý vị xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn đã nói, chân tâm là thiện, tức là thật lòng là thiện. Rất nhiều tội báo của nghiệp chướng đã được xoay chuyển âm thầm, thì quý vị cũng phải chịu báo ứng. Chúng ta hy vọng một đời trường thọ. Trường thọ phải khỏe mạnh. Trường thọ mà không khỏe mạnh thì khổ rồi. Cho dù có nhiều người săn sóc bạn cũng khổ không nói nên lời. Do đó phải bằng cách tự mình cố gắng tu học. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nghĩa là trong nhà Phật có cầu thì sẽ có đáp ứng. Quý vị thường bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, ba la mật thì có cầu tất sẽ có ứng. Làm như vậy thì cầu thành Phật còn được. Cầu thành Phật là trong những việc khó cầu nhất, không dễ dàng nhất mà còn cầu được. Những thứ ngoài việc thành Phật ra thật quá đơn giản thì có gì mà không cầu được. 17. Công đức đừng rêu rao khắp nơi, không nên khoe công. Phải biết một khi khoe khoang, công đức sẽ mất hết, tội chướng phải nhổ bỏ. Nói về người khác, về những nghiệp tội của mình, nói những lầm lỗi của mình, người ta trách mắng bạn vài câu, chửi bạn vài tiếng thì nghiệp chướng đều được tiêu trừ. 18. Lớn như quốc gia, nhỏ như đoàn thể. Nếu lãnh đạo đoàn thể của chúng ta là La Sát, Atula, thì thị hiện lòng sân hận rất nặng, lòng đố kỵ rất nặng, lòng trả đũa rất nặng. Đó là La Sát. Do đó, ngày nay, khi chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, đâu đâu đều phải chú ý. Quyết không thể đắc tội với hạng người này. Đắc tội với Phật Bồ Tát thì không sao, vì tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, không có báo phục, tức là trả đũa. Không thể đắc tội với Ma Dương, La Sát, Atula, vì họ sẽ trả đũa thật nặng với ta, chúng ta sẽ chịu không thấu. No.